Từng làn gió thoáng qua tia nắng mai cho cánh hoa tỏa hương, và làn gió cuốn cho đám mây lững lờ trôi về đâu. Cuộc đời lắm lúc ngã nghiêng trong cơn bão lòng, và ta bật khóc để giọt nước mắt xóa đi niềm đau mà ta chôn sâu. Nào ta cười lên để muôn sắc hoa hòa trong nắng sớm yên bình, và những giọt sương nhẹ tan trong ánh bình minh. Con đường hạnh phúc em về đầy những tiếng cười, bàn tay nồng ấm đan lại để cho bình yên, để em hồn nhiên. Biết sẽ buồn vui trong cuộc sống này mà sao em vẫn suy tư, hãy để tình yêu hòa tan trong tiếng hát em. Bóng tối sẽ qua khi ánh bình minh nhẹ lên, và em hãy cười lên, cười như nắng trong mắt trong lành. Và em hãy cười lên, cười như nắng trong mắt trong. Chị uống nước cam. Cảm ơn em. Hôm nay Hiệp không đi học, em ở nhà chăm sóc Hiệp giùm chị nha. Dạ em biết rồi. Khi nào Hiệp đói nhớ mua thức ăn cho Hiệp ăn, nhớ là để ý hàng sử dụng nghe không. Ba con ở nhà. Thôi được rồi, để cô lên thay đồ. Không, không bây giờ à.
ngoài này mới hỏi, nhanh lên. Tiền, tiền mới để trong lu gạo, đâu rồi? Con đâu có biết. Con có để trong lu gạo nè. Hồi sáng á, con thấy ba lục lục gì chổng á. Chắc là... Trời ơi, tiền cứ để dành cho con đi học, vậy mà cũng đỡ lấy nữa. Ngày nào cũng vậy, làm việc quần quật từ sáng tới, mệt muốn chết luôn. Của chị là phụ thuộc vào em đó. Sao bà ngồi đó vậy? Không đánh bà nữa hả? Trời đất ơi, chồng nó đánh mình thì mình phải đánh lại. Mai mốt nó mới sợ, nó không dám đánh nữa. Bà lúc nào cũng cam chịu hết à? Thiệt tình luôn á. Ông lấy hết tiền của tôi, em đi nhậu rồi. Hả? Ông dám? Vợ không có tiền, chắc là tụi nhỏ phải nghỉ không? Không có được, bằng mọi giá phải cho tụi nhỏ đi học. Nhưng mà ngày mai là hạn chót đóng rồi, tôi biết đào đâu ra tiền bây giờ. Để tôi nghĩ cách coi có giúp gì được bà không. Chứ bây giờ tôi cũng hết tiền cho bà mượn rồi. Chắc là tôi phải qua bà Tư xin dây một chuyến coi sao. Ừ, thôi bà qua liền đi, giờ này chắc bà đang ở nhà đó. Vú. Dạ. Trời ơi, nhà có mấy hút bụi, sao không hút, quét chi mà bụi quá trời vậy nè. Hút bụi đâu có sạch bằng vú quét vú lau cô. Trời ơi vú ơi, máy hút bụi người ta phát minh ra biết bao nhiêu thời gian. Vậy mà giờ vú nói vậy chắc mấy nhà khoa học người ta nghe buồn thú ruột luôn á. Với lại máy hút bụi nó hao điện lắm. Ông chủ nói là phải tiết kiệm điện mà. Mà hút bụi nó ồn quá rồi ông chủ ông ngủ không được, ông giật mình ông la tôi. Tôi còn buồn thú ruột hơn cái mấy cái nhà khoa học nữa. Trời ơi, sống để chiều làm đi vú. Không có được, chiều tôi còn phải sắc thuốc cho ông. Ừ. Chết rồi cô ơi, chết. Tới giờ ông chủ uống thuốc rồi. Giờ để tôi lên tôi cho ông chủ uống thuốc nha. Ừ, nhưng mà
Trời. May quá, ông chủ thức dậy rồi. Ông chủ uống thuốc cho nó nóng ông chủ. Lần sau thì không cần đúng giờ như vậy đâu. Để lát nữa rồi tôi uống sau cũng được. Không được, uống thuốc là phải uống cho đúng giờ ông chủ à. Mà uống nóng nó mới tốt. Ông chủ uống đi ông chủ. Dạ đây. Ông chủ đừng có giận. Làm như vậy là chỉ muốn tốt cho ông chủ thôi. Được rồi. Bà đi làm công chuyện của bà đi. Dạ. Để cho tôi yên tĩnh. Bà đi đi. Dạ, dạ. Mượn được tiền đóng học phí không má? Bà Tư nói là ngày mai cho mình mượn tiền. Má nói thiệt không? Từ đó tới giờ bà Tư chơi nhà mình nghèo, đâu có cho mình mượn tiền. Má nói thiệt. Cô sợ là không được đi học. Nè, cô Như xinh đẹp đem niềm vui đến cho cả nhà đây. Nè, có tiền cho hai đứa đóng học phí rồi nè. Bà cầm đi. Trời, tôi cho bà mượn đó. Bà giúp tôi nhiều quá rồi. Cái bà này, tôi với bà là bạn bè thân mà. Khách sáo làm cái gì? Cái gì á, tôi giúp được là tôi giúp liền hà. Cầm đi, mai đi đóng tiền học cho mấy đứa nhỏ liền nghe không? Sương ơi là Sương, em quản lý cái kiểu gì mà nhà mình thất thoát trầm trọng quá vậy em? Cái gì mà anh cứ lèm bèm 50 với 20 hoài vậy? Để cho anh hỏi em nè. Em coi nè, mỗi một đầu người tiền cơm mỗi ngày là 50 ngàn, 4 người là hết 200 ngàn của anh rồi. Đâu chỉ có tiền cơm không đâu, còn bao nhiêu thứ tiền khác nữa kia kìa. Làm cho cả đống mà không có đủ chi tiêu trong nhà, không biết tới chừng nào mới giàu nữa. Tình hình này mà kéo dài chắc anh không chờ được tới ngày chiến thắng. Phải tiết kiệm, phải thắt lưng buộc bụng mới được. Em ủng hộ anh, nhưng mà nói nghe nè, để ngày mai được không? Bữa nay em chưa có đi chợ, chưa có nấu cơm, cho nên là cũng không có đồ ăn gì hết. Cả nhà vẫn phải đi ăn tiệm một bữa cuối cùng nữa nha. Không được ăn tiệm, phải tiết kiệm ngay từ bây giờ, ngay từ hôm nay. Bây giờ anh muốn làm sao? Thôi được rồi, anh vô mở tủ lạnh đi. Ở trong đó còn hai món chính đó. Món gì? Một là nước lạnh, hai là không khí. Anh ăn món gì em nấu cho. Không lẽ nhà mình nhịn đói nguyên ngày hôm nay là do tiết kiệm của anh hay sao? Cho cả nhà chết đói hết hả? Làm gì mà đứng như trời trồng vậy? Anh có một ý kiến rất hay. Ý kiến gì? Qua nhà ba ăn ké, khỏi tốn tiền. Trời ơi, chuyện như vậy mà anh cũng nghĩ được nữa. Sao không được? Thôi em đi đâu? Mấy ngày rồi mình có qua nhà thăm ba đâu. Bây giờ mình qua thăm, ba sẽ rất mừng. Thấy không? Mình qua mình thăm ba, ba vừa vui. Cái lựa cái lúc nhà ba ăn cơm, cái mình ăn ké, không lẽ ba không cho mình ăn? Thôi em đi đâu? Anh có đi thì đi mình đi. Nè, ở bệnh dữ năm nấu ngon lắm nha. Không đi đừng có ân hận nha. Ủa, anh đi đâu lên đó vậy? Rủ hai đứa nhỏ đi chung cho nó vui. Trời ơi, ông chồng của tôi một mình chưa đủ, còn kéo thêm hai đứa nhỏ nữa. Hơi.
Chào Vũ. Chào Thím Út. Dạ, con chào bà Vũ. Chào Thím Út. Ủa, ba đâu rồi? Dạ, chào mọi người. Ủa, anh hai mới qua chơi hả? Ừ. Ba còn đang ở trên phòng á. Vậy hả? Vậy để tụi con lên chơi với ông nội nha. Dạ. Sẵn hai cháu mời ông nội xuống ăn cơm luôn. Dạ. Để con lên kêu ông nội xuống ăn cơm luôn. Ừ. Đi. Hôm nay Vũ làm nhiều món quá ha. Chà, có món hủ hoa nữa. Ủa, anh hai. Dạ. Anh hai qua đây có chuyện gì không vợ? Anh dắt hai đứa nhỏ qua thăm ông nội. Tội nghiệp, tụi nó nhớ ông nội quá. Mới qua hả con? Ông ba. Ba dạ. Khỏe. Ngồi đi con. Ngồi dạ. Ngồi đi con. Ngồi ba đi. Ngồi đi đi. Ngồi đi. Hôm đi nay sẵn dịp tới giờ cơm rồi, có con quà nữa. Thôi thì bây giờ mình ăn cơm gia đình ha. Dạ. Có gì ăn lấy nha. Trời, nhìn thích quá à. Trời, đã biết không? Con đã bụng xỉu luôn rồi đó. Thôi ăn đi. Ăn đi con. Ăn đi. Ăn đi. Cảm ơn thím. Rồi, đồ ăn của Vũ Năm nấu lúc nào cũng ngon hết. Đặc biệt là ngon hết sảy luôn á. Ngon không thể chơi được luôn á. Dạ, mời ông chủ. Ba. Thôi để con lên con gọi chồng con. Má không qua hả? Tao đã nhắn đi nè. Cái bà này chậm chạp. Cảm ơn Vũ. Này con, mày kêu kìa. Dạ con cảm ơn nội. Mọi người cứ ăn đi. Cảm ơn Vũ. Dạ mời ông nội ăn cơm, mời ba ăn cơm. Ủa, anh chủ, sao anh chủ nằm ở đây một mình vậy? Anh chủ cho em để chờ cái áo ở đây nha. Em xuống bơi nha. Anh chủ lấy giùm em cái áo sau lưng được không? Chủ ơi. Là cô hả? Cô vô đây có chuyện gì? Em thấy lạnh quá. Cô có sao không? Để tôi đưa cô đi bệnh viện nha. Em không sao đâu. Chắc là em bị cảm đó. Em chỉ cần cạo gió là khỏi à. Giờ tôi không có ở nhà.
mà tôi thì không biết cạo gió. Dễ lắm, để em chỉ cho anh chủ nha. Nha. Anh chủ cạo gió giùm em nha. Ba, con ngủ không có được. Ba ngủ cho con nha. Được rồi, tôi lên ngủ với ba đi. Em xin phép nha. Ủa, ba. Ừ, Sương. Dạ. Chà, bộ nhà đang có khách hay sao mà đi chợ mua đồ ăn nhiều quá dữ vậy con? Dạ không, cái này là con mua để trong tủ lạnh đặng ăn dần. Cả nhà con ăn nguyên tuần lận đó ba. Trời ơi, thức ăn mà con mua để trong tủ lạnh vậy ăn đâu có ngon. Chịu khó đi ra ngoài chợ có chút xíu à. Đi mua đồ ăn nó tươi hơn, ăn vậy nó ngon mà nó bồi bổ hơn nữa. Dạ thì cũng biết vậy, nhưng mà con thì đi làm áp lực công việc quá trời à. Về nhà rồi còn phải nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp rồi phục vụ cho ba cha con nó nữa. Nhiều khi á hả, sáng sớm con mở mắt không nổi, quải luôn đó ba. Làm cái gì thì làm á, vợ chồng của tụi con á cũng phải dành thời gian để mà nghỉ ngơi, rồi cũng phải dạy dỗ mấy đứa nhỏ nữa. Chứ con buông lơi bỏ lỏng như vậy mấy đứa nhỏ hư thân mất nết cho mà coi. Dạ con biết rồi. À, vậy thôi ba đi tập thể dục đi, con về để còn nấu ăn sớm rồi cho hai đứa nhỏ nó ăn, nó còn đi học nữa. Nhớ đó, ba đã dặn rồi thì phải nhớ nghe chưa. Dạ thưa ba, con về. Chào ông chủ. À, Vũ cứ lau tiếp, lau tiếp đi. Dạ. Bà Năm nè. Dạ. Bà vô đây tôi hỏi chút chuyện. Dạ. Ừ. Dạ thưa, có chuyện gì không ông chủ? Muốn hỏi Vũ chút chuyện được không? Dạ. Rồi, chú ngồi đi. Dạ tôi không dám. Thì ngồi đi, đứng chi cho mỏi chân. Dạ cảm ơn ông chủ. Vũ ơi. Dạ. Ngồi mà nhẩm tính lại, Vũ ở trong nhà này cũng ngót nghét 30 năm rồi. Dạ, dạ thưa, còn đúng 20 ngày nữa là tròn 30 năm đó ông chủ. Đã 30 năm rồi. Ôi trời đất ơi, thời gian qua quá xa dài. Thưa ông chủ, bộ ông chủ tính đuổi việc tôi hả? Vũ nghĩ cái gì vậy? Tôi đang hỏi thăm Vũ mà. Dạ dạ. Vậy mà tôi cứ tưởng ông chủ chê tôi già không có làm việc nổi nữa, rồi thì tính mướn người khác cho nên... Đâu có, Vũ ơi, đừng có nghĩ vậy. Tuy là Vũ già rồi, nhưng mà tôi thấy bọn trẻ bây giờ cũng không bằng Vũ đâu. Tôi dạ. Thì tôi đang lo. Tôi sợ là Vũ sẽ nghỉ việc ở đây. Không có đâu, tôi không có nghỉ việc đâu ông chủ à. À Vũ à. Dạ. Sau mấy năm rồi tôi không thấy Vũ về quê thăm gia đình vậy. Dạ vì... Dạ thưa, tại vì mấy năm nay á, tôi chỉ có đứa con gái nuôi thôi. À. Mà nó lấy chồng xa, cho nên về nó buồn lắm, tôi không muốn về. Thì ra là vậy. Dạ. Thôi, được rồi, Vũ. Bây giờ Vũ đi làm việc tiếp đi. Dạ. Xin lỗi Vũ nha, hôm nay tôi hơi nhiều chuyện quá. À dạ, cảm ơn ông chủ. Tôi xin phép.
ơi. Má, con nhớ má quá à. Con cưng nhớ con quá à. Con cũng nhớ má quá. Má có đem quà cho con không? Ừ, dĩ nhiên là má có quà cho con nhiều rồi. Nè, mấy hôm nay con trai ở nhà có ngoan không? Dạ ngoan. Con có chuyện này muốn nói với má nghe nè. Chuyện gì? Cô Dung vô phòng ôm ba đó má. Hả? Thiệt không? Ủa, chị mới về hả? À, em mới nói đồ ăn sáng xong á, để em lên gọi ông chủ xuống ăn sáng cùng nha. Thôi gọi, cứ để anh ngủ đi. Cho đưa bé Hiệp đi ra ngoài chơi. Khi nào anh dậy, cứ nói anh ăn sáng đi. Khi nào anh hỏi, thì cô cứ nói là má con tôi đi chơi tối mới về nha. Dạ. Con lên lầu thay đồ, rồi má chở đi chơi. Yeah, xin chào mai. Cất đồ cho tôi. Trưa nay khỏi nấu cơm cho chị nha. Nhớ gọi anh Mạnh dậy cho anh ăn sáng. Đừng để anh ngủ trưa quá nha. Thôi chị đi đi. Dạ em biết rồi. Dạ. Con. Dạ không, má có sao không? Không, má không sao. Ủa, chị đi cho bác. Ủa, hai mẹ con bị sao vậy? Dạ. Ủa, sao mặt mày thất thần vậy? Có chuyện gì hả? Nói đi. Dạ. Coi chị giúp được gì không? Dạ. Em nghe thằng Hiệp nó nói là thấy ba của nó với lại cô Dung ở chung trong phòng. Trời đất ơi, thiệt vậy không con? Dạ. Thằng quỷ này chứng nào tật đó à. Rồi có đuổi con quỷ kia đi chưa? Dạ chưa. Nhưng em không bắt gặp tài trận, có bằng chứng mới nói được. Chứ bây giờ nói ra anh cũng chối. Thiếm để chần chừ coi chừng mất chồng như chơi đó nha. Mà thiếm thì đi công tác suốt ngày, lấy đâu ra bằng chứng? Ủa, tính thuê thám tử tư hả? Dạ không, em đang tính đi vào một vòng rồi mới bất ngờ trở về nhà. Tính bắt gặp tại trận á hả? Dạ. Vậy cũng được, tôi đi với thím. Để em đưa bé Hiệp qua nhà ba gửi, để mất công nó lại phải chứng kiến mấy chuyện này. Ờ, vậy cũng phải. Thôi đi. Anh Vũ mới dậy hả? Ừ. Anh chủ. À, bà chủ mới về rồi. Mà bà chủ chở bé Hiệp ra công viên rồi, tối mới về lận. Để em đi dọn đồ ăn sáng cho anh chủ nha. Cảm ơn cô. Anh chủ ăn cam đi. Cảm ơn. Dính nè. Em chú Mạnh, em giải thích đi. Đồ khốn nạn,
uổng công tôi tin tưởng anh. Vậy mà anh dám gian díu với con chút việc này hả? Anh chưa làm gì hết. Gán hả? Tôi ra. Gán quá thì dám giết chồng người ta. Cô hồ ly tinh kia. Mày dám hả? Chị làm gì vậy? Đánh mày chứ làm gì? Giật chồng người ta còn lớn miệng nữa. Còn cô nữa, uổng công tôi xem cô như là em gái trong nhà. Vậy mà cô dám dụ dỗ chồng tôi sao? Chồng chị không biết giữ. Tôi dụ dỗ, không thì mấy con khác cũng dụ dỗ à? Trời ơi trời. Chẳng qua lần này tôi xui thôi. Cô, con hồ ly tinh này, mày giật chồng người ta còn nói ngang hả? Nói ngang được rồi. Ôi, quá sức mà. Ôi, dám giật chồng người ta. Còn giật chồng người ta, cái thứ đó là anh có thể cho mày biết nè. Buông ra, buông tôi ra. Buông ra hả? Tôi đừng đến không à. Đi ra khỏi đây, đi ra khỏi nhà. Buông tôi ra. Đi ra. Buông ra. Buông tôi ra. Cái thứ cướp chồng người ta. Đi đi. Giật chồng người ta mà mày còn lớn mày nữa hả? Đi ra khỏi nhà. Nè, làm cái gì, làm gì? Mày ngon mày bước chân vô đi, tao cào mặt mày cho mày coi. Đừng có trách tao à. Đồ của cô nè, không thiếu thứ gì hết. Tiền lương nè. Trời đất ơi, bộ em điên hay sao mà trả tiền lương cho nó vậy? Nó mới vừa dụ dỗ chồng em xong đó. Thôi kệ trả nó đi chị. Em không muốn gì mấy triệu đồng mà nó quay lại đây. Đi đi. Nếu chồng cô á mà không cho tôi quay lại á thì tôi sẽ không bao giờ quay lại căn nhà này đâu. Cô này lo mà giữ chồng đi. Ở ngoài đời á, tôi thiếu gì những người như tôi. Cô nói gì vậy hả? Con quỷ này. Mày lại đây, tao cạo mặt mày cho mày coi. Mày giỏi lại đây. Sao mà ngu quá vậy hả? Nghĩ vì sao mà mướn con quỷ đó về nhà làm? Trời ơi, người làm gì mà tóc tai mướt rượt, mặt đầm ngắn ngủn à. Có khác nào là dâng chồng cho nó. Em ngu cũng ngu vừa phải thôi chứ. Thôi chị xin lỗi, chị lỡ miệng chứ không có ý chửi em ngu đâu. Công nhận em ngu thiệt đó. Thôi đi vô nhà, đừng có khóc nữa. Đi. Vô. Vô. Anh ba, em nói cho anh ba nghe nè. Anh ba đừng có buồn nữa. Quên đi, bỏ qua hết đi. Anh hai, hôm nay mấy anh em nhậu không sai không về nha. Đồng ý. Thôi mà anh ba. Vô. Nhậu từ sáng giờ em xỉn quá rồi, em đuối quá. Anh em đang nhậu mà. Chú bận việc thì về trước đi, để tôi với anh hai nhậu. Chú về đi. Thôi chú về đi. Thôi em về trước à. Vậy kẹt vậy chứ. Cái thằng này tính tình không bao giờ thay đổi hết, lúc nào cũng công việc công việc. Thầy kệ nó, nó đi rồi còn có anh hai đây, chú đâu có cần phải lăng tăng ba cái vụ đó làm gì. Anh hai ơi, anh là số một nha. Lúc nào á em cũng tôn trọng anh hai hết á. Tôi cũng nè. Dạ. Cứ ăn uống xa láng đi, đừng có lo. Hôm nay em bao. Cứ vui chơi cho thỏa thích đi. Thiệt không đó ông? Em mà có lòng bao anh thì anh cũng vui vẻ tiếp em. Vô. Em ơi. Dạ. Bật sữa. Bật sữa chiên. Dạ dạ. Vô hàng. Vô. Sao khi không cái chú buồn hiu vậy hả? Chú có cái tâm sự gì á thì tâm sự với anh hai. Anh hai giải quyết cho. Nói đi. Em đã phạm phải sai lầm rồi. Em phải biết làm sao đây hả anh hai? Em phải làm sao đây?
Trời ơi, chuyện nhỏ. Bây giờ chú ngồi đây mà than thân trách phận thì cũng đâu có giải quyết được gì. Bây giờ tôi đề nghị chú, chú đi về xin lỗi thím nó. Mình có lỗi thì mình xin lỗi. Phụ nữ rất là thích ngọt ngào. Mình vuốt dây vài cái là xìu liền. Thôi đừng buồn nữa, cứ quyết định vậy đi. Anh hai nói chí lý lắm. Đừng buồn nữa. Mình phạm sai lầm thì mình về mình xin lỗi vợ mình thôi, đúng không anh hai? Đúng rồi, xin lỗi là em liền. Dạ, thôi bây giờ em về em xin lỗi vợ em nha. Cứ vậy em ha. Về. Chú về. Về xin lỗi thêm nó đi. Bye bye anh hai. Bye. Nhớ là phải thành tâm nghe. Ok anh. Trời ơi, nó đi rồi hãy trả tiền chợ. Anh biết anh sai rồi, em phải tha lỗi cho anh. Em à, tha lỗi cho anh đi. Anh buông tôi ra. Em tha lỗi cho anh đi mà. Bây giờ anh không có tư cách, không có tư cách đụng vô người tôi, anh biết không? Mình, anh xin lỗi em thật mà. Em phải tha lỗi cho anh đi. Thôi đi. Tôi không ngờ anh lại là một con người như vậy chứ. Mình à, mình à, tôi đã nói rồi, tôi không muốn nghe những gì anh nói. Alo, ai vậy? Tiếng gọi là sao nha? Mình nè, anh đang nghĩ mình. Alo. Mới xa nhau có nửa ngày mà anh quên em nhanh như vậy sao? Là cô hả? Em là Dung nè, là Dung của anh đây. Tôi không có chuyện gì để nói với cô hết. Mình nè, cô muốn phá hoại hạnh phúc giữa hai chúng ta thôi. Cô muốn phá hoại hay tự phá hoại vậy? Anh nghe điện thoại của ta đi. Alo. Anh yêu, sao anh lại tắt máy nhanh như vậy? Cô thôi đi, tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Không cần biết đó, là anh có muốn nghe hay không? Không, nhưng mà tôi đang giữ những giấy tờ quan trọng của anh đây. Hình như là toàn bộ giấy tờ quan trọng thì phải. Cô nói cái gì chứ? Tôi đang giữ cái vali của anh, mà hình như trong đó bao gồm những giấy tờ quan trọng kèm theo con dấu công ty. Nếu như anh muốn chuộc lại
thì anh hãy đem 500 triệu đến cái hẻm vắng gần nhà. Nếu không, ra mà bốc trò đi nha. Cô, alo, alo. Giấy tờ tôi đâu? Sao? Đem đủ tiền chưa? Tiền ở đây. Nếu thiếu một tờ giấy nào còn chẳng được một đâu. Anh yên tâm đi. Đối với anh á, giấy tờ đó quan trọng. Nhưng mà đối với tôi á, nó chỉ là giấy dụng thôi. Cô cũng ghê gớm thiệt ha. Sao? Chị muốn đánh nhau nữa hả? Đưa đầy đủ giấy tờ thì mới có đủ tiền. Cảm ơn các anh đã hợp tác với chúng tôi. Hắn là Bình Đen, tên trùm ma túy của khu vực này. Còn cô kia là con nghiện. Cô ta là tội phạm đang bị truy nã về tội trộm cắp. Trời ơi, vậy là bấy lâu nay tôi chưa chấp tội phạm sao? Hèn chi, mấy bữa nay tôi thấy biểu hiện của khác thường lắm. Dù sao thì cũng cảm ơn các anh chị đã giúp đỡ chúng tôi phá án. Bây giờ anh chị có thể về nhà được rồi. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Chào các anh. Phải công nhận, con nhỏ người làm nhà chú Ba Mạnh dễ sợ ha. Nghe nói lúc công an bắt cái mặt nó tỉnh bơ à. Thì đúng rồi, anh còn nghe nói nó là dân xì ke á. Mục đích của nó là moi tiền của chú Ba Mạnh để tiếp tục hút chích. Trời ơi, bởi vì cái mặt nó mới bơ bơ. Cũng đúng, mai là thím Ba tỉnh táo, còn biết đi báo công an, chứ không là mất tôi 500 triệu rồi. Trải qua cái vụ này á, em có thấy là chồng của em là có quyết định sáng suốt khi quyết định không mướn ô xin không? Bởi vì đó, từ nay, để bảo vệ an toàn cho chồng của em cũng như là con trai của em phải tiếp tục thực thi cái sứ mạng dễ dàng của em là thức khuya dậy sớm luôn. Từng tia nắng qua khe lá nhẹ lơi, cho bình minh xua tan đi bóng đêm dài. Đời vẫn thế, luôn có những buồn vui, rồi ngày mai vui buồn kia sẽ tan biến như giọt sương tan. Tình yêu đến sưởi ấm tâm hồn nhau như giọt sương hòa trong nắng sớm, mang lung linh trong ánh bình minh. Ngày em đến đâu đây vang tiếng cười, có em nên đời hết muộn phiền. Từng tia nắng qua khe lá nhẹ lơi, cho bình minh xua tan đi bóng đêm dài. Đời vẫn thế,
luôn có những buồn vui, rồi ngày mai vui buồn kia sẽ tan biến như giọt sương tan.